Omakase là một nét văn hóa ẩm thực hay ho của Nhật Bản. Đến đây, các bạn sẽ không thể nào biết được đầu bếp sẽ cho các bạn ăn những món gì. Nếu như mọi người muốn trải nghiệm cảm giác háo hức hồi hộp chờ đợi, thì hãy đến với nhà hàng Yoshino và thử hình thức Omakase do bác đầu bếp người Nhật ở đây thiết kế nhé. Khai vị với sự thanh ngọt và sảng khoái của salad cá đẫm, đi qua bao nhiêu hương vị thơm béo, tươi ngon của sashimi và bò wagyu, hay là lạ lẫm với lươn hầm trứng kèm với cây ngư bán và cua chân dài. Sau đó sẽ dần dần thanh lọc vị giác với mì lạnh và cơm trà. Cuối cùng là kem trái cây mát lạnh, kết thúc mỹ mãn với một buổi tối đầy thăng hoa. 10 món mà bác đầu bếp đã chọn cho Lu thực sự không chê vào đâu được luôn. Các món ăn được sắp xếp rất là hợp lý và tỉ mỉ. Với mức giá từ 1.700.000 đồng cho một người, các bạn sẽ được trải nghiệm 10 món và menu thì sẽ được thay đổi vào mỗi tháng. Và đây là nhà hàng Yoshino nằm tại lầu 2 của khách sạn Lotte Hotel Sài Gòn. Nhà hàng sẽ bắt đầu phục vụ từ lúc 17:30 cho đến tối.